đào tạo học Việt Nam, nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa của 54 dân tộc anh em trên trong cả nước. Và sau đó mình đang là khu vực trưng bày mô phỏng lại lễ cấp sắc của người Dao đỏ Yên Bái. Nam giới của người Dao thì khi mà đến tuổi trưởng thành thì bắt buộc phải trải qua lễ cấp sắc này. Người thụ lễ thì được cấp một tờ sắc coi như là cái giấy thông hành để đến khi mà chết đi thì mình sẽ mang về với cha đất tổ. Lễ cấp sắc còn nhằm trao cho người thụ lễ một chứng chỉ để hành nghề thờ cúng, một trong những nghề danh giá nhất của xã hội Dao truyền thống. Và muốn được cấp sắc thì nam giới người Dao phải học chữ Hán và chữ Nôm Dao để đọc sách cúng và tiến hành các nghi lễ của người thầy cúng và tránh những điều cấm kỵ để tránh bị uế. Ba bậc cấp sắc từ thấp lên cao, 3 đèn, 7 đèn, 12 đèn. Như bạn đang thấy đây là mô phỏng của cái buổi lễ có 7 đèn. Tương ứng với số đèn là số âm binh 36, 72 và 120 để người trở thành thầy cúng sai khiến mỗi khi hành lễ. Lễ cấp sắc này thì kéo dài 3 ngày đêm bao gồm nhiều lễ tế khác nhau. Nó là sự kết hợp giữa nhiều yếu tố bao gồm đạo giáo, Phật giáo và tín ngưỡng dân gian của người Dao. Trong đó quan trọng nhất là lễ trao đèn cùng với đạo sắc và âm binh cho người thụ lễ.